Sau đây là phần tin quốc tế. Lỡ đất ở Nepal cuốn trôi hai xe bớt xuống sông, 65 hành khách mất tích. Lỡ đất ở Nepal cuốn trôi hai xe bớt với ít nhất 65 hành khách trên xe xuống một dòng sông hôm nay, trong khi lỡ đất ở địa phương khác làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Hàng chục người tử vong ở Nepal kể từ giữa tháng 6, Do mưa lớn gây ra lỡ đất và lũ lụt, hôm nay, nhà chức trách huy động quân đội và cảnh sát tìm kiếm 65 hành khách mất tích bị cuốn trôi xuống sông Trishuli. Lúc sáng sớm, sự việc xảy ra ở huyện Chitwan, cách Kathmandu khoảng 86 km về phía Tây. Phát ngôn viên cảnh sát Dan Bahadur Kaki cho biết, 41 người có mặt trên xe bus đang đi từ Kathmandu đến Gao và 24 người đi trên xe bus từ Burgunds đến Kathmandu. Hai xe bus và hành khách mất tích dưới sông Trishuli ở huyện Kaski, cách thủ đô khoảng 150 km về phía tây. 10 người thiệt mạng khi lợn đất cuốn trôi 3 căn nhà. Lỡ đất và lũ lụt làm ít nhất 91 người chết ở Nepal kể từ giữa tháng 6. Trên mạng xã hội hôm nay, Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal chỉ đạo các cơ quan chính phủ tiến hành tìm kiếm và cứu nạn. Quần đảo Solomon và Trung Cộng củng cố mối quan hệ gây ra lo ngại cho Hoa Kỳ và các đồng minh Thái Bình Dương. Tân Thủ tướng của quần đảo Solomon công du Bắc Kinh khi Trung Cộng và quần đảo Thái Bình Dương chiến lược này củng cố mối quan hệ song phương. Thủ tướng là Jeremiah Manele gặp người tương nhiệm của Trung Cộng là Lý Cường vào hôm thứ Năm và sẽ tổ chức thêm các cuộc họp trong ngày thứ Sáu ngày hôm nay trước khi ông về nước trong ngày thứ hai tới. Sự ảnh hưởng của Trung Cộng đã tăng một cách đáng kể trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm của ông Manele. Trong đó, quần đảo Solomon đã chuyển mối quan hệ ngoại giao từ phía Đài Loan sang Trung Cộng và ký thỏa thuận an ninh bí mật. Gây ra lo ngại về lực lượng an ninh mà Trung Cộng đặt chân đến khu vực lâu nay nằm dưới sự thống lĩnh của Hoa Kỳ, Úc và Tân Tây Lan. Những sự việc này diễn ra tại thời điểm căng thẳng tăng cao giữa Washington và Bắc Kinh. Mối quan hệ thân cận hơn của quần đảo Solomon với Trung Cộng được xem là làm xói mòn ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các đồng minh truyền thống khác ở tại Thầy Thái Bình Dương. Tuần Đa Xã cho biết là trong cuộc họp, ông Lý đã thúc đẩy hợp tác kinh tế thân cận hơn và quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Cộng, quần đảo Solomon và các nước Thái Bình Dương khác. Ông Lý lý luận rằng Trung Cộng sẽ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng hợp tác đôi bên cùng có lợi và phát triển chung. Tân Hoa Xã đã không đề cập đến mối quan hệ quân sự hay cảnh sát, nhưng thỏa thuận an ninh đặt ra mối lo ngại lớn về sự hiện diện của hải quân của Trung Cộng trong khu vực, được xem là thách thức mà các nước khác tiếp cận khu vực nằm gần với Úc trường mẫu giáo ở hoa lục chuyển sang chăm sóc người lớn tuổi khi dân số lão hóa người lớn tuổi nhúng nhảy theo điệu nhạc xưa tại một trường mẫu giáo cũ ở miền bắc hoa lục khi giáo viên không còn tập trung vào trẻ em do dân số lão hóa nhanh và tỷ lệ sinh giảm xuống thống kê chính thức cho thấy hàng trăm triệu người hoa sẽ bước vào tuổi già trong những thập niên tới trong khi tỷ lệ sinh thấp kéo dài dẫn đến ít người để thay thế họ hơn Cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục, với hàng ngàn trường mẫu giáo đóng cửa trên toàn quốc vì không có học sinh. Nhưng những trường khác thay đổi cho hợp thời, như trường mẫu giáo ở tỉnh Sơn Tây, nơi chuyển sang chăm sóc người lớn tuổi. Hiệu trưởng Li Siêu Linh cho biết, sau khi trường của bà không còn học sinh, bà nghĩ cách tận dụng ngôi trường. Trường mẫu giáo của bà Li thành lập năm 2005, từng có đến 280 học sinh, nhưng phải đóng cửa năm ngoái trường mở cửa lại hồi tháng 12 với tên mới Impressions of Youth, một trung tâm giải trí cho người ở tuổi nghỉ hưu và lớn hơn. Quy trường ở thủ phủ Thái Nguyên có khoảng 100 người lớn học nhạc, múa, người mẫu và những môn khác. Bà Ly nói rằng họ đến để hoàn thành ước mơ của họ khi còn trẻ. Theo dữ liệu của chính phủ, gần 15.000 trường mẫu giáo ở Hoa Lục đóng cửa năm ngoái do số học sinh giảm 5.3 triệu em so với năm 2022. Ở Sơn Tây, số người qua đời cao hơn 78.000 so với số trẻ em chào đời năm 2023. Theo truyền thông địa phương, nhiều cơ sở khác trên khắp hoa lục thành công khi chuyển từ trường mẫu giáo sang trung tâm dành cho người lớn tuổi. Nhật Bản đưa ra cảnh báo căng thẳng gia tăng vì Trung Cộng tập trận quân sự gần với Đài Loan. Nhật Bản hôm nay cảnh báo Trung Cộng có nguy cơ đẩy mối căng thẳng leo thang với Đài Loan khi mà tăng cường tập trận quân sự, dường như là để chuẩn bị cho lực lượng của Bắc Kinh cho cuộc xâm lược Đài Loan. Đánh giá mối đe dọa an ninh là hàng năm của Nhật Bản, trong đó có mối đe dọa từ Trung Cộng, Bắc Hàn và Nga, được đưa ra khi Đài Loan theo dõi sát cuộc tập trận trên không và trên biển của Trung Cộng. Trong đó một cuộc tập trận có hàng không mô hạm ở tại Thái Bình Dương, Lần đầu tiên trong bạch thư quốc phòng Nhật Bản cho biết rằng vì hoạt động quân sự gia tăng, Nhật Bản không thể loại trừ khả năng căng thẳng leo thang. Cuộc tập trận này là cuộc diễn tập mới nhất, bao gồm cuộc tập trận ở tại eo biển Đài Loan vào năm ngoái, được một vị tướng Hoa Kỳ gọi là chìa khóa cho bất kỳ cuộc xâm lược nào. Tokyo đưa ra cảnh báo sau khi mà các thành viên NATO của nhóm họp ở tại Washington trong tuần này gọi Trung Cộng là nước hỗ trợ cho cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine, và xem Bắc Kinh là thách thức có hệ thống với Âu Châu và an ninh. Nhật Bản lo lắng là bất kỳ cuộc xung đột nào tại Đài Loan sẽ lan sang lãnh thổ của Nhật Bản. Với đảo cực Tây chỉ cách Đài Loan có 110 km, Nhật Bản là nơi đóng quân của hơn 50 quân nhân Hoa Kỳ, hàng trăm phi cơ quân sự và một nhóm tác chiến hàng không mô hạp mà Washington có thể triển khai để bảo vệ cho Đài Loan. Đánh giá 548 trang của Nhật Bản cũng nhắc đến kế hoạch của Trung Cộng để tăng gấp đôi vũ khí hạt nhân lên hơn 1.000 đầu đạn trước năm 2030. Có ít nhất 200 con cá sấu bò vào các thành phố trong đợt mưa lớn ở miền Bắc Mexico. Mưa lớn gắn liền với bão Barrow và bão nhiệt đới Alberto trước đó dẫn đến ít nhất 200 con cá sấu bò vào các khu vực đô thị ở tiểu bang Tamaulipas ở miền Bắc Mexico đối diện Texas. Tính đến nay, nhà chức trách đã bắt và di dời khoảng 200 con cá sấu kể từ khi bão Alberto mang mưa lớn đến khu vực trong tháng 6. Bão Vero đi qua cùng khu vực này trước khi đổ bộ vào miền Nam Texas hồi đầu tuần. Theo cơ quan hữu trách, mưa lớn là mực nước dâng cao tại các phá nước duyên hải, khiến cá sấu bò vào các thành phố như Tampico, cũng như thành phố Ciudad Madero và Antamira ở gần đó, nơi ít nhất 165 con cá sấu bị bắt giữ và di dời. Và Karina Lizeth Sariva, lãnh đạo cơ quan môi trường tiểu bang Tamaulipas cho biết, đợt mưa gần đây làm cho mực nước tại các phá nước dâng cao, dẫn đến cá sấu bò đi khắp nơi. Văn phòng bảo vệ môi trường của Bộ trưởng Tư pháp Liên bang xác nhận khoảng 40 con cá sấu khác bị bắt giữ ở khu vực này trong tháng 6 và di dời đến khu vực bên ngoài các khu dân cư đông đúc. Văn phòng cảnh báo vấn đề này có thể tiếp diễn vì khi mực nước rút xuống ở những nơi trước đó ngập nước như đường phố và kênh rạch, cá sấu sẽ xuất hiện. Vấn đề này được đưa ra ánh sáng trong tuần này khi người sử dụng mạng xã hội đăng tải những đoạn video cho thấy nhiều con cá sấu bị trói lại ở các khu vực đô thị. Chuyện này gây ra bất bình trên mạng xã hội. Cá sấu là loài được bảo vệ ở Mexico. Cá sấu tấn công hiếm khi xảy ra ở Mexico. Cảnh sát đốc truy tố cặp vợ chồng người gốc Nga vì làm gián điệp cho Moscow. Cảnh sát Úc truy tố cặp vợ chồng người gốc Nga vì làm gián điệp cho Moscow. Cáo buộc là họ truy cập tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia từ quân đội. Bakira Korolev 40 tuổi và ông Igor 62 tuổi, cả hai đều có passport của Nga, đã sống ở Úc hơn 10 năm và nhập quốc tịch. Trong cuộc họp báo, thì ủy viên cảnh sát liên bang là Rhys Kershaw cho biết là hai vợ chồng bị bắt giữ tại nhà của họ tại Brisbane vào hôm thứ năm và bị truy tố tội chuẩn bị phạm tội gián điệp. Tội danh này có án phạt tối đa là 15 năm tù. Bà Korolev là binh nhì trong lực lượng quốc phòng của Úc, làm việc tại vị trí kỹ thuật viên hệ thống thông tin. Bà thực hiện chuyến đi không khai báo sang Nga trong khi xin nghỉ phép dài ngày. Và trong khi ở Nga thì bà hướng dẫn cho chồng bà là một người lao động tự do cách đăng nhập vào tài khoản chính thức của bà ở nhà. Bà Kesso cho, ông Keso cho biết rằng trong của bà Korolev truy cập tài liệu và gửi cho vợ của ông ở tại Nga. Cảnh sát cho rằng họ có ý định cung cấp thông tin này cho nhà chức trách của Nga. Cuộc điều tra sẽ xác định thông tin này sẽ được bàn giao hay chưa, và cảnh sát hiện không phát hiện xâm nhập nghiêm trọng, mặc dù cảnh sát cho biết tài liệu đó liên quan đến an ninh quốc gia của Úc. Ông Kiều Sơn cho biết là các đối tác ngũ nhãn của Úc bao gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Tân Tây Lan có thể tin tưởng vào khả năng của họ trong việc phá vỡ âm mưu gián điệp ngoại quốc. Được biết, bà Korolev nhập quốc tịch vào năm 2016 và chồng bà thì nhập quốc tịch vào năm 2020. Hai ông bà bị tạm giữ trước khi ra tòa vào ngày 20 tháng 9. Chim hải ô sống ở các thành phố đông đúc thích hải sản hơn món ăn giặt của con người. Mọi người có khuynh hướng bảo vệ món ăn của mình khi ở bên bờ biển nhưng theo một nghiên cứu, mặc dù chim hải Âu có thể đánh cắp khoai tây, chiên hoặc thậm chí kem của bạn, chúng thực sự thích hải sản hơn. Các nhà nghiên cứu tìm thấy hải Âu con được nuôi bằng những cách ăn uống đô thị sẽ dẫn chọn cá thay vì món ăn vặt của con người. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Exeter nghiên cứu hải Âu cá trích con được cứu thoát sau khi rớt xuống khỏi mái nhà ở các thành phố trên khắp Cornwall trong khi được nuôi nhốt trước khi thả ra, chúng được cho ăn khẩu phần biển gồm có món chính là cá và vẹm, hoặc khẩu phần đô thị chính là món bánh mì và thức ăn cho mèo. Mỗi vài ngày hãy âu con có thể chọn 4 món ăn trong tô khác nhau để xem chúng thích món nào hơn và tất cả hải âu đều thích cá. Trưởng nhóm nghiên cứu Emma Inzani nói rằng kết quả nghiên cứu cho thấy ngay cả khi được nuôi bằng thức ăn đô thị, Hãy âu con không chọn thức ăn đô thị như chim trưởng thành. Thức ăn của người thường đặt phía trước và dễ thấy, nhưng khi có cá, hãy âu con rõ ràng thích cá hơn. Hãy âu cá trích thường bị xem là vật gây phiền toái ở khu vực đô thị, nơi chúng tìm thức ăn rơi và trong thùng rác, thỉnh thoảng lấy thức ăn của người. Tuy nhiên, loài chim này được đưa vào danh sách cần bảo tồn của Anh Quốc vì những loài vật bị đe dọa nhất thế giới được mời dự tiệc một tác phẩm nghệ thuật với những nhân vật lai like được yêu thích người thỏ và người chó mời khách dự buổi tiệc độc nhất vô nhị nhằm nâng cao nhận thức về những đe dọa với đa dạng sinh học tiệc sofa hoang dã và bạn bè của các nghệ sĩ gilly và mark saffner và đúc bằng đồng Mô tả người thỏ và người chó tiếp đón 12 loài động vật bị đe dọa trên toàn cầu, trên ghế sofa. Những con vật này cầm đĩa bánh, donut, tách cà phê, da trà. Danh sách khách mời bao gồm hà mã, hưu cao cổ Maasai, voi phi châu, hổ bengal, gỗ koala, tinh tinh, ngựa vằn, gravy, tê giác trắng phương Bắc, sư tử, khỉ đột núi, đười ươi và cáo đỏ Ả Rập những loài vật này có nguy cơ tuyệt chủng cao vì hoạt động của con người. Tác phẩm sẽ được trưng bày đến ngày 28 tháng 5 năm 2025. Dân số thế giới được dự báo là tăng từ 8.2 tỷ lên đỉnh điểm là 10.3 tỷ người trong thập niên 2080. Và cao mới của Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Năm cho thấy là dân số thế giới dự báo tăng thêm 2 tỷ người trong những thập niên sắp tới và đến những năm 2080 là vào khoảng 10.3 tỷ người, một sự thay đổi lớn so với cách đây một thập niên. Báo cáo công bố nhân ngày dân số thế giới cho biết rằng dân số toàn cầu sau đó dự báo sẽ giảm xuống còn khoảng 10.2 tỷ người trước cuối thế kỷ. Và ông John Wilmoth là lãnh đạo bộ phận dân số cho biết khả năng dân số thế giới sẽ đạt đỉnh điểm trong thế kỷ hiện tại là rất cao, khoảng 80%. Và đây là thay đổi lớn so với dự báo của Liên Hiệp Quốc cách đây một thập niên, khi mà ước tính khả năng dân số toàn cầu sẽ đạt mức tối đa là vào khoảng 30%. Giáo sư toán học là Tom Cassidy của Đại học Brooknell cho biết rằng, nghiên cứu do ông là đồng tác giả mới công bố trên tạp chí Demography cũng tính toán là dân số sẽ đạt đỉnh điểm trước cuối thế kỷ. Và theo báo cáo triển vọng dân số thế giới vào năm 2024 Đỉnh điểm mà dân số sớm hơn ước tính là do nhiều yếu tố, như là tỷ lệ sinh thấp hơn ở một số nước lớn nhất thế giới, đặc biệt là Hoa Lục, nơi mà dân số được dự báo là giảm mạnh từ 1.4 tỷ vào năm 2024, xuống còn 633 triệu người vào năm 2100. Trên toàn cầu thì trung bình phụ nữ có ít hơn một đứa con so với năm 1990, và ở hơn một nửa số quốc gia cũng như vùng lãnh thổ, số con trung bình trên một người phụ nữ hiện nay là ở mức dưới 2.1 người con. Đây là mức cần thiết để mà dân số một quốc gia duy trì mức ổn định. Gần 20% thế giới, trong đó có Trung Cộng, Ý, Nam Hàn và Tây Ban Nha, có tỷ lệ sinh thất thấp, trung bình là phụ nữ sinh chưa đến 1.4 con. Và ở Hoa Lục thì con số này chỉ khoảng 1 con trên một người phụ nữ. Cảnh sát Bangladesh đã bắn hơi cay và đạn cao su vào sinh viên biểu tình. Cảnh sát Bangladesh vào hôm thứ Năm bắn hơi cay và đạn cao su để mà giải tán sinh viên biểu tình, yêu cầu hủy bỏ hạn ngạch. Chế độ hạn ngạch dành riêng cho hơn một nửa chức vụ dân sự lương cao, tổng cộng lên đến hàng trăm ngàn việc làm trong chính quyền, cho các nhóm cụ thể như là con của liệt sĩ trong cuộc chiến giải phóng vào năm 1971 của đất nước. Sinh viên phát động biểu tình vào đầu tháng này yêu cầu chế độ dựa trên năng lực và tiếp tục biểu tình, mặc dù tối cao Pháp viện đình chỉ chế độ hạn ngạch trong tuần này. Thanh tra cảnh sát tên là C.S. Fasle Rabi cho biết là cảnh sát đã giải tán vào khoảng 150 sinh viên ở thành phố Comilla, sau khi mà sinh viên đã chặn con đường chính dẫn đến thủ đô Dhaka. Cảnh sát đã bắn đạn cao su và hơi cay để nhằm giải tán sinh viên biểu tình. Giám đốc bệnh viện Đại học Y khoa Kamila xác nhận là có 11 người bị thương và hai người đã xuất viện, không ai bị thương vì trúng đạn cao su. Theo tổ chức Ân sáng Quốc tế thì ít nhất 20 người bị thương và kêu gọi nhà chức trách là không sử dụng vũ lực không cần thiết. Cảnh sát ở tại Dhaka thì cố gắng ngăn chặn hàng ngàn sinh viên đã chặn những con đường trên khắp thành phố. Hình ảnh trên đài truyền hình. Jamuna cho thấy là nhiều người biểu tình đã leo lên xe cảnh sát và hàng trăm người khác thì tháo rỡ rào chắn của cảnh sát. Ở thành phố Chittagong thì cảnh sát đã phải dùng đến rùi cui đánh hàng trăm người biểu tình để ngăn cản họ diễn hành trên con đường lớn. Sinh viên yêu cầu chỉ giữ lại hạn ngạch cho các nhóm dân tộc thiểu số và người khuyết tật, chiếm 6% việc làm trong chính quyền. Tổng cao Pháp viện hôm thứ Tư đã tạm thời đình chỉ hạn ngạch nhưng người biểu tình thì tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi hủy bỏ hoàn toàn những phần quy định mà họ phản đối. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Hồn Việt TV chiều nay và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.